Go! Bụng làm giả chịu, AD lỗi thì anh sắp chết. Hơi sắp mất lát. Bụng làm giả chịu. Không gì vậy trời. Gì vậy trời. Gì vậy trời. Khùng. Khùng mà chết đi. Khùng mà chết đi. Trời ơi sao mà mấy cái pha này mà đai mà để chết mà đỡ mạng là đi giận lắm đó nha. Đẩy vô là nó chết rồi mà. À, sao thế nhỏ. Đùng. Nói về xử lý mắc binh thì hôm qua có coi Shimmer không? Mấy cái quay này là không đẩy, ok, tại sao không đẩy? Trời ơi, hàng gift này nó ngu quá nha. Hay hàng gift này nó ngu không sao. Tại sao mấy cái quay đó mình không đẩy? Tại vì mình đẩy thì mình chỉ lời được một quay thôi. Mình đẩy mình chỉ lời được một quay thôi, nhưng mà mình biến về á, cái quay nó sẽ khó nè, cái quay nó nè. Lúc mà mình chạy ra là cái quay nó sẽ đứng ở đây. Là mình có quyền mình BK nó. Mình ép lính á, mình binh gần xuống thì nó sẽ chết. Mà nãy tại nhiên có hàng giáp ngu nó chạy xuống đây trước rồi mấy anh kia nó đứng kia mới giáp ngu thôi. Hay do chị ba. Đó giống như giờ mình không chạm giáp luôn. Mình cho đẩy về xong mình đi cắm mắt. Cái nó đẩy giáp lên nó chết. Cho chừng có gần nó. Cắm mắt đi. Cho gực cho súp tiền luôn. Nói giáp này AD nó chơi sao? Cho gần mình lên chơi nữa. Đánh giải là pha này có gần nó sau, gần mình sau lưng rồi. Đánh giải hả? Thì đánh nhau. Mình báo giá anh em ơi, giờ phải báo giá chứ. Báo giá để các bên muốn tiếp cận mình thì cũng biết chứ. Chứ bây giờ mù mình thông tin quá. 1/6 chốt đội hình rồi, ai mua lẹ đi chứ. Tới đó tôi không có tìm mà khổ tôi. Tôi còn muốn đi quốc tế mà. Tội tôi. Để đi hay ở, trời ơi đã nói rồi đó, mấy báo giá đó ai muốn thì tiếp cận giùm cái đi, mua tôi đi. Còn không thì để tôi ở lại, mùa sau tôi đánh chết e. AD nó 27 grip ha. Rồi sẽ bước đây chậm với Zapro. Chậm tay vậy. Đúng. Rồi giá cao quá ai mua nổi. Cái giá mua thì là công ty báo chứ tôi có báo đâu. Cái giá mua là công ty offer mà anh em. Chứ sao tôi offer tiền bán được. Thôi. Hay dạ. Hay quá. Hay à. Nice. Ngà đây kia hay nha, rất hay nha. Sao tôi lại cầm cái điểm này vậy? Sao tôi không có điểm bánh quy vậy? Bó nó không bèo nè. Xuống hái nó cái coi. Trời ông nào kêu giá mua 60 triệu nó gì trời. Nghĩ sao hợp đồng mấy tiền thủ 60 triệu giống nội. Giỡn hả? Mắc. Rồi. Pha này con gần nó sau lưng em. Ấy dạ. Sụp ơi. Pha này con gần nó sau lưng người cút. Không có gần nó thì AD nó cút. Mong là không có gần nó. Rồi đứng kia này có gần nó anh em ơi. Đứng kia này có gần nó dưới rồi. Gần nó bên đây nè. Ơi gần nó không có gần. AD nó lui về nó không có farm là không có gần rồi. Nice. Cút cả đám rồi. Thôi lát trước đừng lát trước lấy lời thế. Thôi bỏ. Game này đầu tiên đưa trên Lucian khi mà nó sửa lại luôn á. Đâu biết lên gì đâu nữa. Đừng nghĩ lên phòng mừng kiếm hoặc là lửa hái thôi. Tăng cơ là mất gì. Nhưng mà đừng nghĩ lên phòng mừng kiếm chứ là ngon nhất rồi. Còn món 2 thì tìm nó máu giấy cái này nè. Nó máu giấy mình có Nami á thì mình lên cái cung linh. Còn ví dụ mình không có Nami thì mình lên đẳng đao. Vô cực thì nó chắc hơi phế nha. Vô cực thì hơi phế đấy. Lên AD đừng có để mất giáp anh em hiểu không? Lát hết là phải chuẩn chỉ xíu. Không có tác động của bên kia là ví dụ như mình farm giáp mà mình không có bị áp lực á. Kiểu mình farm giáp mình bị nó bắn hay gì á là mình phải farm chuẩn. Còn kiểu mình farm giáp mà mình bị nó áp lực á, nó chay mình hay gì á thì mình học chấp nhận được. Chứ mình đang đứng không nhiều farm hụt là dở lắm nha. Đấy. Hiếu Phan đã rescan 9.999 đồng, 60 triệu đồ ham mặt cười.
Vừa fan xe vừa fan đe nên cũng hơi buồn, nhưng mà thôi rồi cũng chúc đe thành công team mới nha. Không hiểu nha. Dạ, gì vậy? À, hết gần tới mít. Lên này cháu nái nha. Rất yếu nha. Trời, yếu dữ vậy ta, yếu dữ vậy ta. Yếu dữ vậy. À, xì ba. Yếu vãi nồi. Có khi tôi bây giờ đánh đào luôn rồi, tại tôi thấy tôi yếu quá rồi đó. Này tôi lên cung hung linh nữa chắc tôi cút quá. Nhưng mà lỡ lên cái này rồi. Này lên cung hung linh nữa tôi nghĩ tôi cút quá. Yêu điên. Lucian giờ chắc lên lưỡi hái hoặc là móc gì anh em ơi. Lên đồ này cháu nái quá. Nãy từ đâu? Kỹ trước khi mình chơi mình phải tìm hiểu trước á. Nãy tôi chưa tìm hiểu, tôi thấy thằng F1 nó bích con Nami, tôi mới bích Lucian. Chứ đúng rồi tôi đâu bích Lucian chi đâu. Chạy. Tôi lên vô cực luôn. Mong ba tôi lên đại bác. Ok. À để vô cực luôn kìa. Ủa cái vô cực bản này nó có búp gì không ta? Đâu búp gì đâu đúng không? Nó sửa thành đồ thần thoại rồi đúng không? Cho ăn mạng đi mà. Trời ơi. Ê mạnh nha, mạnh nha. Tự nhiên lấy lên cái bé cái mạnh nha. Vãi nồi. Tại nãy chưa có KBF á. Thiếu 45 đam á. Cho nên hiểu. Ơ à! À, cây lao à. Đáng trách thì chứ. Vô cực không yếu, đơ yếu à. Đơ mà yếu à. Mong ba lên đại bác cho mời anh em ơi. Rồi. Ủa mới thấy nó tới đất rồi. Muốn cải thiện kỹ năng thì 12 giờ trưa mai nhé đe. Cảm ơn Nguyễn Vũ Long nha, cảm ơn anh. Anh Long hay dạy quá, mùa sau anh có muốn thầy phiền với em Finboy không anh Long? Mùa sau ba anh em mình thầy phiền nhau đánh nha. Đứa đánh trận, 14 trận thì 2 trận sau thì anh xui. Tính kéo nhưng mà đâu có được, ai cho kéo. Tự nhiên cái đội kéo người ta thì nhìn đứa e cái bắn cái nó g. Ố này nó nhây quá anh em ơi, nó canh tươi. Nó canh tươi lên nó e. Nó tết chuẩn bị lắp thuật qua nè. Mùa trước e cũng hứa vậy xong e để A dự bị. Nhưng mùa hè thì A xin nhé. Cảm ơn Long nha. Cảm ơn quay, cảm ơn anh. Ok anh ơi. Chọn gì tính toán hết rồi. Mình giả bộ ngu để cho đối thủ tưởng mình ngu cái nó ngu theo. Anh em có biết cái đó là một cái chết không? Mình giả bộ ngu để cho đối thủ ngu theo á. Giống như kiểu mình có mắt, giả bộ mình đi thẳng lên cái nó tưởng mình không có mắt, cái nó kéo mình né cái gì đó. Giả bộ ngu cho đối thủ tưởng mình ngu. Nhưng thực ra là tính cái gọi. Thôi giờ chúng đánh xíu nha. Tự nhiên thấy mạnh ngang nha, tự nhiên thấy mạnh ngang luôn á. Nãy thấy yếu giờ thấy mạnh rồi, khác rồi. Mấy đứa cầm nó chơi lết này nó hay GD quá ha. Kiểu nó hay thích GD quá. Mấy pha nó vậy không chịu gờ kia cứu nó đi nó GD. Gì vậy trời. Giỡn hả anh trai. 60 củ có khác chứ. Không cây lao giả bộ ngu cho đối thủ không cây lao. Ôi ma lát. Thôi mà.
的笑容都没你的甜，八月初五的阳光都没你呀。Này trâu điên nữa chứ. Này trâu điên, tôi lên đồ bắn mấy anh kia phải bắn này đâu. Kiểu nó trâu điên mà tôi cũng kiểu mạnh điên. Mấy cái lúc này không có được đứng nghiêm, cái đại bán nó không có nổi. Để 100 nè, phải đi bộ cho nó nổi 100, hiểu không? Mấy ông kia chơi hay đứng nghiêm lắm, là đại bán mà hay đứng nghiêm lắm. Chỉ một cái chết đó nhó. Nó biết mình cúp gác nha, tại mình mới ly gác, mình chạy qua nó biết đó anh em. Đứng đây nè, đứng đây nè. Trời ơi, khùng. Ôi, nó khùng sao nó trâu vậy? Ừ, nửa cây Nga ghi nhá. Nửa cây nhá. Ăn đi anh em cứ ăn, anh em đừng binh, anh em cứ ăn. Tôi biết chơi mà, anh em cứ ăn. Tôi racing chỗ này cho. Nào ra tôi bắn. Bắn cho cái đầu. Nè cái huyết kiếm anh em thấy không? Cấp 14 rồi, mở tăng có 20 đam à. Tôi lên để tôi lấy hút máu hả? Chứ cái nội tại của huyết kiếm giờ nó giảm điên. Mà mắc á. Rẻ đâu, 3k2 tiền rẻ đâu. Để tôi dụ nó nè anh em. Tôi dụ nó cái lết này. Có vẻ nó không muốn mình dụ lắm. À! Nó có lát. Nó có lát nó không xài luôn chứ. Nó cầm lát mà thuộc mà. Còn lát nè. What's up man? Sao ông e vô chơi nó? Nhậu nó. Hay lắm. Đang lên map bên giữa. Nghe mày tim nó không có tăng cơ nhiều, máu nó cũng không có nhiều á, lính này ngon hơn. Lính này bắn thường sẽ yếu hơn nhưng mà xài chiêu sẽ mạnh hơn. Má đang lim up mid chứ phải đó tôi né được mà. Đang lim up mid chứ. Quỷ kia một mình nó mà dám lâu chơi ba thằng chứ, ảo thật. Nồi can đảm quá không. Anh hay nói GA là gì? GA là giá tinh thần. Garden Angel đúng không ta? Angel. Như Garden ghi sai đó. Nhưng mà nó là vậy á. Tay này hơi to chứ đừng giỡn, đừng tưởng tay bé mà làm mấy cái đó nhỏ, đừng tưởng tay bé mà làm. Bé nó kêu mấy này bình thường mới gì đâu vui ta, quên ăn mừng ngày cuối cùng ở game bên hao. Anh em nhớ like, subscribe kênh cho Đơ nha, cảm ơn anh em nhiều.